Ngày 3 tháng 8 tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra đêm chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2024. Vượt qua hơn 300 thí sinh ở các vòng loại, thí sinh Phạm Thị Ngọc Quỳnh đến từ Hải Dương đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2024. Tham dự chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam năm nay có 40 gương mặt xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 300 thí sinh trên cả nước. Các thí sinh đã trải qua các phần trình diễn, trang phục dạ hội, áo dài truyền thống, áo tắm để chọn ra top 5 thí sinh vào phần thi ứng xử. Đại diện tỉnh Hải Dương Phạm Thị Ngọc Quỳnh, hiện đang là sinh viên khoa ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đã thể hiện tốt các phần thi. Đặc biệt, cô là thí sinh duy nhất trong top 5 trả lời được phần thi ứng xử bằng song ngữ Anh-Việt. Hoa hậu du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Quỳnh cũng đồng thời nhận được danh hiệu người đẹp áo dài. Hai á hậu lần lượt là Huỳnh Kim Anh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, và Lê Thị Ánh Tuyết đến từ Nghệ An, đang là sinh viên Đại học Vinh.